Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bất lực khi xử lý Phó Thủ tướng Lê Minh Khái? Truyền thông nhà nước vào ngày 13 tháng 8 đồng loạt đưa tin kỷ luật cảnh cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Bản tin cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày 13 tháng 8 đã họp xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên bị phát hiện có sai phạm, khuyết điểm. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng do có liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Ông Lê Minh Khái bị cáo buộc vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm mất uy tín của tổ chức đảng và các ngành thanh tra. Bên cạnh đó cũng có cáo buộc khẳng định rằng ông Khái đã nhận hối lộ khoảng 2 triệu đô la từ bà trùm Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, tại hội nghị trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã bị cho thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Như vậy, ông Khái đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng vẫn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Vì Quốc hội khóa 15 đang trong thời gian nghỉ giữa hai kỳ và chưa có cuộc họp bất thường, cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo về việc miễn nhiệm ông Lê Minh Khái, nên về nguyên tắc ông Khái vẫn là Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, do ông Khái đã không còn là Ủy viên Trung ương Đảng, nên việc ông sẽ mất chức Phó Thủ tướng là điều chắc chắn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là cấp phó cuối cùng trong nội các của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bầu chọn sau Đại hội 13. Trước đó, các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đã bị thôi chức do trách nhiệm của người đứng đầu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thì bệnh nặng qua đời đột ngột. Các Phó Thủ tướng Chính phủ được bầu bổ sung là các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long, cùng với anh Khái hiện nay là 4 Phó Thủ tướng trong Chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một nhân vật cộng cán phe Hà Tĩnh, được cho là đã nằm trong tầm ngắm khóa số 8 của Bộ Công an. Theo giới thạo tin, một trong những lý do khiến ông Tô Lâm cho xử lý ông Lê Minh Khái ngay trong ngày đầu nhậm chức Tổng Bí thư là liên quan đến việc bà Trương Thị Mai, bà Mai đã lấy cương vị lãnh đạo cao nhất, nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Đổi lại, bà Mai được Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận biếu một căn biệt thự khủng ở Sài Gòn với trị giá khoảng 2 triệu đô la. Đây là những đồng tiền bẩn từ hối lộ của bà Trương Mỹ Lan gửi Bí thư Trần Đức Quận để đưa cho bà Mai. Như vậy, theo giới quan sát, nếu Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thoát bị khởi tố hình sự, thì bà Trương Thị Mai cũng sẽ bị hạ cánh an toàn. Trong lịch sử Đảng, những năm gần đây, hầu hết các lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị có đặc quyền miễn truy tố. Chỉ duy có Đinh La Thăng là cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kết án trên 30 năm tù bởi đòn thù của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các lãnh đạo cấp cao từ ủy viên Trung ương Đảng trở lên khi tham nhũng được phép chủ động xin thôi và xin nghỉ sau khi nộp lại tới 2/3 số tiền tham nhũng, tài sản tiền bạc tham nhũng trước đó không bị tịch thu, sung công quỹ theo quy định của pháp luật. Việc ông Lê Minh Khái hay bà Trương Thị Mai có nhận hối lộ đến 2 triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan mà không bị khởi tố hình sự hay thu hồi tài sản có được do tham nhũng, cho thấy ông Tô Lâm vẫn không có khả năng vượt qua làn danh đỏ. Qua đó cũng cho thấy với quyền lực hiện tại, ông Tô Lâm không phải là muốn làm gì cũng có thể làm được. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bất lực khi xử lý Phó Thủ tướng Lê Minh Khái? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lật lại hồ sơ sai phạm ở Bộ Công Thương, Tổng Bí thư Tô Lâm tính toán điều gì? Theo giới quan sát, Tô Lâm đẩy mạnh công cuộc đốt lò như một thứ vũ khí để thanh trừng đối thủ, với mục đích dành những chiếc ghế lắm bạc nhiều tiền cho đàn em nắm giữ. Vụ xử lý cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh là một ví dụ. Trên danh nghĩa, ông Khánh mới chỉ bị kỷ luật về mặt đảng, Thủ tướng chưa ký quyết định bãi chức, nhưng Thứ trưởng Bộ này, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, một đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm đã được ưu ái, bố trí vào vị trí điều hành bộ này.
Truyền thông nhà nước vào ngày 12 tháng 8 đồng loạt đưa tin Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 dự án điện gió mặt trời. Bản tin cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án của nhà máy điện gió mặt trời tại nhiều địa phương nằm trong phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương. Bộ Công an cho biết vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Kết quả điều tra bước đầu xác định Bộ này đã sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng, ban hành quy định chính sách trái với nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước đây, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các khởi tố các bị can bắt giam với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo giới quan sát, đây là những chỉ dấu cho thấy một số lãnh đạo của cựu lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ bị gọi tên. Khả năng cao cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sẽ bị hồi tố. Cách đây không lâu, khi Bộ trưởng Mai Thiên Dũng bị khởi tố bắt giam, ông Trần Tuấn Anh đã bị cơ quan công an mời làm việc để làm rõ về những sai phạm thời ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đây, công luận cũng đã nhiều lần yêu cầu xử lý cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đương kim Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Dưới thảo tin cho biết kẻ đứng sau giật dây và chỉ huy nhóm lợi ích điện lực chính là ông Trần Tuấn Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 12 năm 2023 đã kết luận những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên tới 300%, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đây là lý do vì sao vào năm 2024, công luận đã yêu cầu lãnh đạo đảng và nhà nước phải xử lý ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh để lấy lại lòng tin của người dân đối với đảng. Tuy nhiên, bất chấp sai phạm của ông Trần Tuấn Anh trầm trọng đến mức nào, chỉ cần ông Trần Tuấn Anh có nguyện vọng xin thôi các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu, thì Trung ương Đảng liền vui vẻ chấp nhận. Trên mạng xã hội không ít lần rộ tin đồn ông Trần Tuấn Anh sẽ bị khởi tố bắt giam. Song dưới thạo tin khẳng định Trần Tuấn Anh là con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân, là người giúp cho ông Trọng trở thành tổng bí thư ở nhiệm kỳ đầu tiên nên sẽ bình an vô sự. Công luận cho rằng ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương là vị trí hái ra tiền. Trước đây có đồn đoán cho rằng đương kim Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên được nhạc phụ Trần Văn Sen bỏ ra hàng tạ vàng để mua chiếc ghế này. Do đó, việc Bộ Công an lật lại hồ sơ những sai phạm của Bộ Công Thương không chỉ hồi tố ông Trần Tuấn Anh mà Bộ trưởng Diên chắc chắn cũng sẽ liên lụy. Và có khả năng ông Diên sẽ mất ghế Bộ trưởng để đàn em của Tô Lâm tiếp quản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin lật lại hồ sơ sai phạm của Bộ Công Thương, Tổng Bí thư Tô Lâm tính toán điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.